chọn con ram mút và bắt đầu ở cái đỉnh đầu á của cái bụi đường trên, chạy xuống cái đỉnh đầu của bụi đường dưới, cái bụi đường sông á. 10 con chạy như thế, chạy hết 10 vòng, ở trên xuống là 1 vòng, ở dưới lên là 2 vòng, ở trên xuống là 1 vòng, dưới lên là 2 vòng, ở trên xuống là 3 vòng đó. Tới 10 vòng, người nào mà chạy hết 10, người nào mà chạy 10 vòng đầu tiên là hắn chạy trên sông nha. Chạy đuôi sông, khi mà lính bắt đầu, khi mà lính xuất hiện rồi á, mấy ông sẽ khi mà lính xuất hiện rồi á là mấy ông sẽ bắt đầu chạy nha. Rồi. Trời ơi, xe đi. Rồi bắt đầu được đó, đúng rồi đó, mình đi chơi nè. Đấy, bắt đầu từ đây nè. Đó, rồi. Rồi, đu đi, chạy đi. Ừ, rồi, đó, chạy đi. Rồi, người chơi đây, người ta bị tột lại, biết sao, lại đồng nhau lại. Một vòng đúng nha, đúng rồi, quay lại đúng rồi, nó chạy đúng rồi. Rồi một vòng rồi. Ê, không ăn gian nha, ăn gian tôi thấy là ông này ăn gian là bị lỗi nha. Đây rồi, bị đụng đít rồi. Rồi người chơi cuối cùng là Buzeze bị bỏ lại rồi. Rồi bốn vòng rồi, bỏ lên, gọi lại đi, bỏ không vậy, chạy đi. À, đụng cua đấy, chịu rồi, đụng rồi, bị mất xe rồi. Rồi người chơi support TV Việt Nam nó lên đầu rồi, God Rosen lên đầu rồi. Không phải lại đây, không phải lại nha vậy nha. Rồi vòng thứ 5, đây là vòng thứ 5 rồi, chuẩn bị vòng thứ 6 nè. Vòng bụi. Hôm nay chờ tới đây bị giết lắm rồi. Bị giết rồi, vâng. Người chơi dẫn đầu là Support TV Việt Nam. Cố lên, rồi, đây con đường dẫn đầu thôi. Đây là nhóm dẫn đầu thôi, sắp đủ 10 vòng rồi. Và bây giờ người chơi Indoor ARM đang dẫn đầu rồi. Rồi người chơi Indoor ARM này sắp về đích rồi, phá ông đi. Đụng ông đi, ông về kìa. Chưa thích đi. Nó lại đụng đó, đụng lại, trời ơi rồi. Rồi, mời lại, vâng. Người chơi Indo A đã chiến thắng về đích đầu tiên, vâng. Trận đấu đã kết thúc. Đau bụng, đau ruột. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Nhớ ấn vào subscribe để theo dõi kênh của mình và xem clip khác nhé.